bạn thiếu niên nhi đồng thân mến, trong chương trình Giai điệu tuổi thơ hôm nay, Vy Va rất vui được giới thiệu cùng các bạn một số giọng ca thật dễ thương của các bạn học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam. Các bạn à, tuy mỗi người một môi trường học tập khác nhau, nhưng với niềm yêu thích và đam mê ca hát bằng chất giọng đầy đặn, mượt mà, các bạn học sinh nơi đây sẽ mang đến cho chúng ta những tiết mục ca nhạc khá ấn tượng, thể hiện bao mơ ước, niềm vui và tình yêu dạt dào vào cuộc sống tươi đẹp hôm nay. Mời các bạn cùng thưởng thức nhé! Vừa thưởng thức ca khúc Vào Hà, một sáng tác khá quen thuộc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, với phần trình bày thật dễ thương của hai bạn Văn Hoa, học sinh lớp 5 trường tiểu học Kim Đồng, và Thanh Thảo, học sinh lớp 5 trường tiểu học Võ Thị Sáu, thành phố Tam Kỳ.
Bài hát như đã nói thay cho niềm vui rạo rực đón mùa hè sang, cũng như biết bao niềm vui đón đời tuổi thơ chúng mình, phải không các bạn? Vâng, bây giờ tạm chia tay với hai giọng ca tươi vui, rộn ràng của Văn Hoa và Thanh Thảo. Mời các bạn hãy cùng làm quen với một gương mặt thật dễ thương, một giọng ca rất đỗi mượt mà của Quỳnh Giang, học sinh lớp 9, trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Tam Kỳ. Có thể nói với bài hát Ngày Xưa Ơi của tác giả Yến Dung mà chúng ta sẽ thưởng thức sau đây, Quỳnh Giang như muốn gửi gắm một chút luyến tiếc, một chút băn khoăn khi sắp phải chia xa với tuổi thơ hồn nhiên và trong sáng. Bởi mùa hè này, Quỳnh Giang sẽ bước vào khung trời mới lạ của mái trường cấp 3 nhiều bỡ ngỡ. Chúng ta cùng đến với ca khúc này các bạn nhé! Hãy
giờ chúng ta sẽ lần lượt trở lại với hai giọng ca dễ thương, Vân Hoa và Thanh Thảo. Như vừa nói trên, qua các ca khúc Cánh Én Tuổi Thơ, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên và bài hát Em Yêu Mùa Hè Quê Em của tác giả Trần Minh Đặng. Tuy vẫn còn một chút lúng túng, ngại ngùng trong phong cách biểu diễn, nhưng đây vẫn là hai tiết mục mà Vân Hoa và Thanh Thảo đã nhận được sự mến mộ, yêu thích của thầy cô, bạn bè và phụ huynh nơi ngôi trường mình đang học. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi nhé! Thank you.
Các bạn thiếu niên nhi đồng thân mến, chương trình Giai điệu tuổi thơ giới thiệu một số giọng ca hay của các bạn học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở thành phố Tam Kỳ xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình này kỳ sau.